Cách đây không lâu, khi mà những trang web đọc manga bị sập như nét chuyện đã khiến cho cộng đồng tại Việt Nam chao đảo, thì nay, một lần nữa cộng đồng lại một phen bàng hoàng khi biết được thông tin website truyện tranh lâu đời, blog truyện chính thức đóng cửa do các vấn đề về bảo vệ bản quyền đang ngày càng mạnh mẽ. Tình trạng này đẩy nhiều fan đọc truyện phải vào search tên truyện rồi nhặt bất cứ thứ gì trên Google để ăn, nếu như không đủ thượng đẳng để tìm đến Mangadex. Và nó cũng là khởi nguồn vì sao cái video này ra đời. Các bạn lưu ý rằng, video không có ý chỉ trích hay lên án, dạy đời bất cứ một ai và cũng không có ý định khuyến khích các bạn hành động bất hợp pháp. Bọn mình chỉ đơn giản nêu lên một chút ý kiến cá nhân về vấn đề hiện đang nhức nhối nhất hiện nay, đó là dịch lậu, hay còn gọi là fan sub. Nếu như các bạn không đồng tình hoặc chúng mình có gì sai, thì mong mọi người đóng góp ý kiến dưới phần comment, chúng mình sẽ ghi nhận và sửa đổi. Manga scan hay fan sub, nói thân quen là dịch lậu. Phải thừa nhận một điều là 100% chúng ta đều từng xem các sản phẩm như vậy, và cũng chính vì các sản phẩm đó mà các tác giả không được trả tiền bản quyền. Về cơ bản, tất cả chúng ta đều vi phạm luật về bản quyền. Đầu tiên, chúng ta cần phải lục lại lịch sử một chút về quá trình hình thành của fan sub. Manga thì đã có từ rất lâu rồi, nhưng các tác giả và nhà xuất bản của Nhật thường không dịch chúng sang tiếng Anh, vì lúc đó manga vẫn chưa được nổi tiếng và phủ sóng ra toàn thế giới. Dần dần tốc độ bao phủ của truyện tranh Nhật Bản tăng lên một cách chóng mặt. Ai cũng muốn đọc manga nhưng lại không biết tiếng Nhật. Đó là điều kiện để fan sub của những nhóm hay các cá nhân phát triển, vừa để thỏa mãn đam mê, vừa kiếm được thu nhập, đồng thời giới thiệu văn hóa Nhật Bản ra khắp thế giới. Lịch sử của manga trên thế giới cũng có thể chia ra làm 3 giai đoạn. Đầu tiên là thời kỳ sơ khai, vào những năm 70-80 cho đến năm 2003. Thời kỳ này không có quá nhiều cá nhân và nhóm dịch truyện, mà đa số là các bản dịch dưới dạng vật lý. Trong số đó, phải kể đến Frederick Scott, năm nay ông đã 74 tuổi, và có lẽ là người đầu tiên có ý tưởng thực sự dịch các manga sang tiếng Anh. Ông có cha là cán bộ ngoại giao, đến Nhật năm 15 tuổi, và từ đó đã khơi dậy niềm yêu thích với các tác phẩm manga, trong đó có các sản phẩm của Tezuka Osamu. Ông cùng nhóm dịch Dadakai của mình đã bắt tay dịch các tác phẩm như Chim Lửa, Astro Boy, dù không được sự đồng ý và ủng hộ của tác giả, và sau này chính bản dịch đó lại trở nên nổi tiếng trong cộng đồng. Cuối năm 80, đầu 90 trên Usenet, một dạng diễn đàn trong thời kỳ đầu của Internet, có một bản dịch của bộ Một Nửa Ranma. Tiếp đó đến những năm 90, với sự hỗ trợ của những phần mềm quen thuộc như Microsoft Paint, xuất hiện thêm các bản dịch của Dragon Ball, X1999 của Clam và các tập truyện của Rumiko như Một Nửa Ranma hay Inuyasha. Cho đến năm 2000, manga scan ra đời, làm tiền đề cho nhiều nhóm dịch khác lần lượt xuất hiện. Nhưng chỉ đến năm 2003, manga scan mới chính thức phát triển bùng nổ. Giai đoạn hoàng kim 2003-2010, sự bùng nổ của manga vào đầu những năm 2000 tại các thị trường ngoại quốc, đặc biệt là những đầu truyện của Weekly Shonen Jump, dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của nhu cầu đọc manga tại Bắc Mỹ và toàn cầu. Lúc đó, các nhà xuất bản không có đủ tài nguyên để đáp ứng nhu cầu, vì họ cũng không biết thị trường sẽ phản hồi ra sao, nên việc chờ đợi một manga phổ biến trong cộng đồng rồi mới mua bản quyền xuất bản là điều đúng đắn. Thậm chí còn xảy ra trường hợp một bộ manga được mua bản quyền xuất bản dù trước đó không có kế hoạch, đơn giản là bên phân phối thấy những bản dịch lậu được đón nhận rộng rãi. Kết hợp với sự phát triển của một trong những phát minh vĩ đại nhất, Internet, Internet đã mang đến sự ra đời của các nền tảng đọc truyện trực tuyến, thay đổi cách tiếp cận của các bản dịch khi mà trước đó các bản dịch đa phần là ở dưới dạng vật lý hoặc ngay cả dưới dạng kỹ thuật số cũng buộc phải được tải về bằng các phần mềm đặc biệt. Giống như anime, sự xuất hiện của Torrent đã thay đổi hoàn toàn cách mà chúng ta đọc manga. Torrent giúp tải các file bản dịch vốn đã cực kỳ khó khăn với Internet thời kỳ đó. Cũng trong thời kỳ này, những trang web như 3K Update chuyên đưa tin tức cũng như là diễn đàn về manga. Bây giờ chúng ta có Weebu Time cũng tương tự, hay là Manga Helper và một phần nào đó là My Animalist. Những trang web, những diễn đàn tồn tại trong bối cảnh cộng đồng đọc manga vẫn là thiểu số. Cũng tại các nền tảng này, hoạt động tuyển mộ nhân sự, chọn phân chia dự án hay còn có thể hiểu là chọn chuyện để dịch. Tuy vậy, thời hoàng kim không kéo dài lâu, ngay khi các nhà xuất bản ở Mỹ và Nhật bắt tay nhau làm gắt gao hơn về bản quyền, Manga Fox cũng như các nền tảng đọc trực tuyến khác bị dẹp. 3K Update cũng không còn tính năng đọc trực tuyến, manga Toso càng bay màu. Tuy dàn admin có trấn an, lưu trữ dữ liệu và hứa hẹn sẽ quay trở lại, nhưng sau 13 năm thì trang web này vẫn chưa thấy đâu. Hiện nay, các trang manga lậu có tiếng và quen thuộc nhất còn lại có thể kể đến như Mangadex, Manga Toto hay nổi bật là Manga Kakarot.
Tuy nhiên, nếu bạn để ý, tất cả các dữ liệu trên MangaDeck đều chỉ được tính từ năm 2016. MangaToto là từ năm 2017, phải ẩn bớt một số chuyện do các vấn đề về mặt bản quyền. Các web đọc tiếng Anh hiện tại phục vụ nhiều độc giả của các nước đang phát triển hơn là các độc giả ban đầu của nó. Không khó để các bạn thấy những bản dịch tiếng Anh được xem từ các quốc gia như Philippines, Ấn Độ hay cả Việt Nam. Ở Việt Nam, nếu nói manga đã đến Việt Nam sớm hơn phương Tây thì không đúng, nhưng manga đã tiếp cận phần đông người đọc Việt Nam sớm hơn phương Tây. Manga chỉ bùng nổ ở châu Âu và Bắc Mỹ sau những bộ anime có lồng tiếng, nên đến tận bây giờ, vẫn có nhiều khán giả phương Tây không đọc được manga, vì đơn giản đọc manga không phải là điều gì đó gắn bó với khán giả Mỹ. Có thể nhiều bạn đã biết, Doraemon lần đầu tiên được đến với Việt Nam theo con đường không chính thức. Cụ thể là nhà xuất bản Kim Đồng đã xuất bản Doraemon dưới cái tên là Doraemon, dựa trên bản dịch lậu từ tiếng Thái, mà không phải do mua bản quyền từ Sogakukan. Nhiều manga sau đó được những đơn vị chính thống mua bản quyền gắn với những thế hệ 8X-9X như là Jindo hay Dragon Ball. Nhưng chính VN Sharing mới là phần quan trọng, góp phần rất lớn trong việc giới thiệu manga đến với những người đọc tại Việt Nam. VN Sharing trở thành nền tảng hàng đầu cho sự phát triển của những manga ngoài bản quyền, những nhóm dịch mới ra đời, các bản dịch cho cả anime và manga xuất hiện nhiều hơn. Sau đó, các website như Manga 24h hay blog truyện ra đời và phát triển. Tuy nhiên, cũng như thế giới, các trang web đọc trực tuyến cũng bị sờ gáy, không phải là do bản quyền, mà là vì yếu tố 18 cộng như bạo tinh hay loạn. Đây là một bài báo viết về chủ đề này. VTV cũng vào cuộc để phê phán, chỉ trích các trang truyện không qua kiểm duyệt. Trước sức ép này, blog truyện và manga 24h đã phải tạm khóa. VN Sharing thì bị xử phạt khi cố gắng hoạt động. Thêm vào đó, những chính sách sai lầm của đội ngũ admin cùng vô vàn sự việc khác dẫn đến việc các nhóm dịch tách ra, đánh dấu sự biến mất của diễn đàn một thời này. Về sau, các website, các fanpage tuy phát triển, nhưng chẳng đâu nhiều view bằng nét trộm. Việc dịch lậu của các bộ đã được mua bản quyền trên các website như hiện nay sẽ khiến các nhà xuất bản không thể bán được truyện, dẫn đến những đơn vị này chẳng thể tồn tại. Và điều này cũng chẳng phải là mới. Hàng loạt các nhà xuất bản hay web đọc truyện ở Việt Nam đã phải đóng cửa, có thể kể đến như là Vàng Anh, TVM Comic, Uranis, Comico, v.v. Nếu như không phải có những đơn vị nhà nước như Kim Đồng, nhà xuất bản trẻ hay may mắn còn sống sót như IPM thì có lẽ Việt Nam chẳng còn đơn vị nào xuất bản chính thức. Điều này khiến cho Việt Nam toàn đọc truyện lậu và các nhà xuất bản trên khắp thế giới sẽ liệt chúng ta vào blacklist. Và thường thì các web đọc truyện lậu cũng sẽ tràn ngập những quảng cáo phim người lớn, link cá độ độc hại và còn có nguy cơ bị lừa đảo. Chi tiết hơn, chúng ta sẽ đi vào quá trình dịch truyện. Đầu tiên, chúng ta phải đi tìm nhà cung cấp truyện. Dĩ nhiên là không phải nhà xuất bản rồi. Những người cung cấp truyện cho chúng ta được gọi là raw provider, hay còn được biết đến là những cá nhân hay tổ chức nào đó cung cấp những trang truyện với ngôn ngữ có thể là tiếng Nhật, Thái, Indo, vân vân. Nhưng ở đây chúng ta đang nói đến manga, nên raw provider có thể tạm hiểu là những người cung cấp các trang truyện tranh tiếng Nhật. Vậy thì làm thế nào để một ấn bản vật lý bằng giấy có thể lên được internet? Có rất nhiều hình thức, nhưng phổ biến vẫn là scan bằng máy in hoặc là chụp ảnh. Nói đến đây thì chắc các bạn đã biết được chất lượng của những bản scan sẽ tệ như thế nào rồi nhỉ? Nó không quá tệ, nhưng cũng chẳng thể nào bằng được những trang sách mà chúng ta cầm trên tay được. Chưa kể là ngôn ngữ lại là tiếng Nhật nữa. Vậy nên để ra được những trang truyện tranh hoàn chỉnh, cần phải có cleaner hay là những người làm sạch bản RAW. Những bản RAW ngày trước do công nghệ scan còn kém, nên phải làm sạch lại. Còn bây giờ thì gần như không phải làm điều đó nữa, do chúng ta có máy móc hiện đại kết hợp với những công nghệ AI. Translator, những người dịch ngôn ngữ, redraw, những người vẽ lại các chi tiết bị che trên bản RAW do thiết bị scan không đáp ứng được, hoặc là những phần bị che bởi thoại của nhân vật, chú thích của tác giả. Và cuối cùng là typeset, những người sẽ đưa bản dịch vào những trang truyện đã được redraw. Dù có thêm hay bớt các vị trí, nhưng chung quy dịch truyện chỉ cần 4 bước cơ bản trên. Để làm được các công việc này, đòi hỏi cần phải có kiến thức và sự đam mê nhất định với văn hóa Nhật Bản. Nhưng đôi khi cũng có những nhóm dịch không chuyên, nên chất lượng bản dịch và edit không được tốt, khiến cho ý nghĩa bị sai khác so với bản gốc, chất lượng ảnh thì bị vỡ và nhòe. Vô hình chung, những điều đó khiến cho độc giả quay sang trách móc phía nhà xuất bản, trách móc tác giả của bộ truyện, mà không biết đó là những sản phẩm của dịch lậu, một con sâu làm dầu nồi canh. Biết bao nhóm dịch tốt ngoài kia bạn lại chọn phải một nhóm không chuyên. Nhưng dịch lậu sai, đọc lậu cũng sai, đặc biệt là sau công ước Bern ở Việt Nam thì đã không còn xảy ra việc như Kim Đồng và Doraemon. Thế giới sẽ thật tuyệt vời nếu như ai cũng trả phí đầy đủ cho các chuyện mình đọc.
Nhưng sự thật thì không phải là như vậy. Là một người đọc manga lậu hàng tuần, những lý do bao biện mà tôi và các bạn vẫn tự dặn bản thân mình rằng dịch lậu và đọc lậu ai bảo là không có lợi ích nào. Nó là một phần của văn hóa 2D từ trước cho tới nay rồi. Trước hết, phải kể đến số lượng truyện bản quyền của các nhà xuất bản chẳng bao giờ so sánh được so với số lượng truyện được sáng tác ở Nhật. Và đó là sự thật chẳng thể chối cãi. Chính dịch lậu mới là thứ quan trọng nhất phổ biến văn hóa manga ra các nước trên thế giới. Những bộ truyện như Conan, Doraemon, Naruto hay Dragon Ball đã được mua bản quyền và được bán đầy giấy ở các hiệu sách. Chả nhà xuất bản nào lại dám mua bản quyền Toru về để in và bán cả. Và để tiếp cận thì chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc phải đọc lậu. Các nhà xuất bản hay phân phối ở các nước đều phải tuân thủ quy định ở các nước sở tại, và các chủ đề 18 cộng luôn bị kiểm duyệt, khiến cho những câu chuyện bị cắt xén, che lại các hình nhạy cảm. Những việc này có thể khiến cho nội dung của truyện bị thay đổi so với bản gốc. Điều này từng gây khó chịu với các độc giả. Nếu các bạn để ý, thì bản dịch của Dragon Ball quá khứ với hiện tại của Kim Đồng đã thay đổi 100%, khi mà trong quá khứ, lời dịch thậm chí gần như có phần thay đổi tính cách của nhân vật Vegeta. Tiếp đó, chẳng bao giờ các truyện hai tên Dojinshi có thể bán và xuất bản công khai tại Việt Nam cũng như nhiều nước khác. Ngay cả các truyện được mua bản quyền, tốc độ xuất bản chẳng bao giờ so được với các bản raw được leak trên mạng, và thường thì khó mà kiên nhẫn nếu như bộ manga bạn thích có chap mới mà bạn không được đọc. Với trường hợp light novel thì sao? Nó cũng tương tự như manga, cũng có một số lượng rất lớn mà không một đơn vị xuất bản nào có thể mua bản quyền hết được. Cùng với đó, light novel tương đối kén người đọc nên chỉ có một số tác phẩm nổi tiếng được mua bản quyền. Và không phải ai cũng có đủ tài chính để đọc những trang truyện mà mình yêu thích. Để dễ hình dung, bạn hãy thử thống kê hết số truyện mình đã từng đọc lậu và quy ra tiền mặt xem như thế nào. Một con số không nhỏ có phải không? Chưa kể, có những đầu truyện chúng ta chỉ đọc một tập và không bao giờ mua tập 2 do nó không hợp. Theo chiều hướng đó, những người dịch lậu cũng không hẳn là có lỗi. Thường thì các nhóm dịch tự xác định việc mình làm là sai trái. Họ làm vì đam mê và sở thích cá nhân. Nếu như có làm thuê thì cũng chỉ được trả cỡ 10 cho đến 50.000 một chát truyện. Và điều này chẳng lớn lao gì, thậm chí còn ít hơn sinh viên đi làm bưng bê tại các nhà hàng và quán ăn. Cũng vì đam mê với những bộ truyện nên họ có thể tìm được những artbook, những doujin rất khó tìm cho cộng đồng. Thứ duy nhất nhóm dịch có thể nhận được có lẽ chỉ là một cộng đồng ủng hộ, nhưng sau khi bộ truyện dịch xong thì cộng đồng lại rời bỏ sang nơi khác. Thậm chí cộng đồng còn sẵn sàng ruồng bỏ những nhóm dịch cũ và chạy sang những nhóm dịch mới nhanh hơn nhưng chất lượng chưa chắc đã bằng. Có thể rất ngớ ngẩn khi nói ra điều này. Nếu đọc lậu, hãy là một người đọc lậu văn minh. Thường thì tác giả không được tiền khi bạn đọc lậu, trừ một số trường hợp tác giả đó nhận donate. Các dịch giả cũng vậy, họ sẽ không nhận được tiền khi dịch truyện. Nếu có thì chỉ là rất ít. Người duy nhất được hưởng lợi ngoài người đọc có lẽ chỉ là các trang web đăng truyện, nhưng đa số họ cũng không có lãi quá nhiều khi phải duy trì trang web, kiếm nhà quảng cáo, nuôi các nhóm dịch và phải đối mặt với nguy cơ bay web bất cứ lúc nào. Có những tiêu chuẩn ngầm được công nhận trong cộng đồng dịch truyện như các bộ đã được mua bản quyền chính thức thì sẽ không có bản dịch nữa, hoặc chỉ dịch sau các chương được xuất bản mới nhất. Tiếp đó là không đăng những trang truyện raw nhằm mục đích spoil cộng đồng, không dịch chen truyện của nhau, dùng các bản dịch của người khác thành bản dịch của mình. Như đã nói ở trên, các nhóm dịch lậu sẽ vẫn còn sống khi mà nhu cầu đọc vẫn chưa được đáp ứng. Việc xử lý và chất lượng dịch truyện tệ hại từ phía nhà xuất bản cũng là một phần lý do dẫn đến việc hình thành nên các nhóm dịch truyện. Và quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi cá nhân chúng ta. Việc tấn công web lậu từ Nhật Bản và các tổ chức bảo vệ bản quyền đang rất khốc liệt. Bên cạnh đó, nhà sản xuất truyện tranh cũng đang dần đầu tư vào công nghệ dịch truyện tự động và tìm cách để phân phối qua các ứng dụng. Trong tương lai, rất có thể chúng ta sẽ phải thay đổi thói quen đọc truyện tranh, còn coi hai tên như thế nào thì chưa biết.